Vâng, quay trở lại với các thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Hương Liên. Chị Hương Liên, miền Bắc và Bắc miền Trung thì vẫn có mưa lớn trong sáng hôm nay. Không biết là diễn biến cụ thể trong ngày hôm nay thì thế nào? Vâng, sau một đêm mưa dông thì đến lúc này mưa đã tạm ngớt. Trên ảnh radar, mưa to đến rất to chủ yếu là ở Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam và ven biển từ Thái Bình xuống đến Thanh Hóa, tương ứng với độ phản hồi màu cam đậm này. Dự báo từ nay đến sáng mai ở khu vực Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa to với tổng lượng mưa dự báo là từ 50 đến 100 mm và có nơi trên 150 mm. Đối với khu vực Bắc Bộ sẽ mưa từ 20 đến 60 mm, một số nơi ở Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình thì sẽ mưa trên 90 mm. Sau 3 đến 4 ngày mưa lớn liên tục, đất đá bị bão hòa, rời rạc có thể trượt lở xuống bất cứ lúc nào. Quý vị sinh sống ở các khu vực đồi núi không nên chủ quan. Sạt lở đất thường xảy ra rất nhanh, bất ngờ, có thể gây thiệt hại lớn. Vì vậy, hãy lưu ý các dấu hiệu sau để chủ động phòng tránh. Bỗng nhiên xuất hiện dòng suối hoặc là các vũng nước lớn ở những khu vực vốn thường khô ráo. Tường nhà bị nghiêng nứt, cửa sổ, cửa ra vào bị cong vênh. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều đến tối nay. Sạt lở có thể xảy ra cục bộ ở riêng Tây Nguyên, còn dông sét, gió giật, cảnh báo xuất hiện ở bất cứ tỉnh thành nào. Chuyển sang thời tiết biển, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa dự báo ít mưa, hôm nay trời nắng, gió không quá cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Và đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời anh Dũng tiếp tục chương trình. Vâng, cảm ơn chị. Dự báo thời tiết ngày 26 tháng 9, Sapa có lúc có mưa rào và dông, 14 đến 18 độ. Lạng Sơn sáng có lúc có mưa rào sau không mưa, 22 đến 30 độ. Hạ Long có lúc có mưa rào và dông, 24 đến 32 độ. Hải Phòng có lúc có mưa rào và dông, 23 đến 32 độ. Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, 24 đến 30 độ. Thanh Hóa có mưa vừa mưa to và dông, 24 đến 28 độ. Vinh có mưa vừa mưa to và dông, 24 đến 27 độ. Huế chiều tối có lúc có mưa rào và dông, 24 đến 33 độ. Đà Nẵng chiều tối có lúc có mưa rào và dông, 25 đến 32 độ. Quy Nhơn ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, 25 đến 32 độ. Nha Trang ngày nắng, đêm không mưa, 25 đến 31 độ. Đà Lạt chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, 16 đến 25 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có mưa dông, 25 đến 32 độ. Vũng Tàu ngày nắng, chiều tối có mưa dông, 26 đến 31 độ. Cần Thơ ngày nắng, chiều tối có mưa dông, 25 đến 32 độ.